Ngọc Châu, Mây Trắng, trưởng nhóm tài năng lỡ dở một lần đò vào cuộc trốn chạy khỏi hôn nhân đau khổ. Ngọc Châu được nhớ đến là trưởng nhóm của Mây Trắng. Qua thời đỉnh cao, nữ ca sĩ không còn giữ được danh tiếng như xưa, song câu chuyện về đời tư của Ngọc Châu vẫn được khán giả quan tâm. Mây Trắng là một trong những nhóm nhạc nữ lâu đời nhất của Việt Nam, được thành lập năm 2000. Việc các thành viên trong Mây Trắng có khoảng thời gian xáo trộn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Được biết, hiện tại Mây Trắng vẫn đang hoạt động với 3 thành viên: Ngọc Châu, Ngọc Trâm và An Nhiên. Tuy không còn nổi đình nổi đám như ngày xưa, nhưng nhóm vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường nhạc Việt. Trong 3 thành viên đó, Ngọc Châu chính là cô ca sĩ kỳ cựu của nhóm nhạc quyết tâm đứng vững ở Mây Trắng kể từ ngày thành lập cho đến nay. Vượt qua trầm cảm sau sinh và hành trình làm mẹ đơn thân, quyết tâm theo đuổi âm nhạc, Ngọc Châu cũng ít khi chia sẻ về đời tư, vì thế chuyện hôn nhân của cô sớm tan vỡ và chọn làm mẹ đơn thân tuyệt nhiên rất ít người biết. 6 năm kể từ ngày một mình nuôi con và trở thành trụ chính của Mây Trắng, ở Ngọc Châu có những góc khuất nhọc nhằn chưa bao giờ nói. Chia sẻ với báo giới, Ngọc Châu có những trải lòng rất chân thật về cậu con trai nhỏ. Cô cho biết, vì biết con thiếu thốn tình cảm nên lúc nào cũng ưu tiên gấu, tên ở nhà của con lên hàng đầu, bất cứ thời gian nào có thể đều sẽ dành cho con hết. Hơn nữa, Châu may mắn vì có bà ngoại phụ giúp chăm lo và nuôi dạy gấu, còn về công việc thì cũng may mắn, có hai người hỗ trợ, thông cảm và hiểu nên sắp xếp mọi thứ đều thuận lợi. Khi được hỏi, ở lứa tuổi tiểu học, bé gấu đã bộc lộ những năng khiếu sở thích như thế nào, Ngọc Châu chia sẻ, bé gấu là fan cuồng của nhóm Mây Trắng nên hầu hết bài hát nào bé cũng thuộc và nhảy theo, bé cũng rất yêu mẹ, cuốn mẹ và thường xuyên thích đi cùng mẹ tới các sự kiện. Ý thức được con thiệt thòi hơn các bạn nhỏ nên Ngọc Châu luôn muốn dạy con tự lập, mạnh mẽ để có thể phát triển tốt trong cuộc sống tương lai. Ngoài ra, sống tình cảm, biết yêu thương mọi người cũng là điều Châu dạy và mong muốn ở con. Khán giả thấy một Ngọc Châu xinh đẹp, một Ngọc Châu vui vẻ như thế nhưng lại là một người mẹ, lại là một người mẹ đơn thân. Ngọc Châu cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con. Thời gian đầu là khoảng thời gian kinh khủng nhất xảy đến với Châu, những lúc bệnh trầm cảm không muốn nói chuyện với ai và cắt liên lạc với mọi người, gấu bị bệnh trào ngược bao tử từ nhỏ nên cứ ăn vào là ói ra, ra vào bệnh viện liên tục nên thời gian đó rất cực, một mình Châu phải lo hết. Khi gấu lớn hơn một chút, sức khỏe ổn hơn thì lúc đó Châu mới bắt đầu làm lại nhóm để có kinh tế lo cho con. Cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã ổn, gấu khỏe mạnh hơn nhiều rồi, đó là niềm vui lớn nhất của mình, nữ ca sĩ chia sẻ. Một mình nuôi con, khó khăn là thế nhưng nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn mạnh mẽ vượt qua để đến bây giờ chúng ta vẫn thấy một Ngọc Châu rạng rỡ và đầy bản lĩnh. Sợ hôn nhân sau một lần đổ vỡ. Nhóm Mây Trắng, thời kỳ đầu thành lập năm 2000 có 5 thành viên là Thu Ngọc, Anh Thúy, Thu Thủy, Yến Trang và Ngọc Châu. Nhưng sau 19 năm gặp lại, hầu hết các thành viên đều gặp lận đận trong hôn nhân. Bản thân nữ ca sĩ Ngọc Châu cũng phải ngậm ngùi chia sẻ, khi tụ họp các thành viên cũ đi ăn uống, chúng tôi vẫn thường trêu nhau rằng, dường như nhóm mắc phải lời nguyền, hễ ai tham gia vào Mây Trắng thì tình duyên không suôn sẻ. Cứ một thời gian, báo chí lại đưa tin về cuộc sống hiện tại của các thành viên Mây Trắng, nhưng đa số những tin đó đều là đổ vỡ, chia ly. Tôi nghĩ rằng đó chắc là cái duyên của nhóm mình rồi, nhưng thật sự trong xã hội bây giờ chuyện ly dị là rất bình thường. Không riêng gì chúng tôi, rất nhiều trường hợp ngoài kia cũng như thế, chỉ là họ không nổi tiếng, không được mọi người chú ý nhiều mà thôi. Bạn bè xung quanh tôi rất nhiều trường hợp như thế, với tôi ly dị không phải là vấn đề quá lớn lao giống như ngày xưa. Được biết, năm 2008, Ngọc Châu lên xe hoa với chú rể Hữu Chí, một người bạn của Thu Ngọc. Ngọc Châu là thành viên đầu tiên của Mây Trắng lấy chồng, một thời gian ngắn sau đó cô đã ly hôn trong đau khổ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Châu còn khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh, cô đang quản lý thương hiệu thời trang riêng và cũng là người mẫu chính. Ngọc Châu hiện là trưởng nhóm Mây Trắng với 2 thành viên mới khác, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân nhưng ít khi công khai chuyện gia đình. Chính vì thế, cuộc sống riêng kín tiếng của cô khiến nhiều người khá tò mò. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, mình sợ lấy chồng vì những gì đã qua, giờ đây cô cần một người đàn ông không quá nhiều tiền nhưng phải hết lòng yêu thương con trai cô. Ngọc Châu khẳng định, lúc vất vả nhất tôi cũng không có ý định tìm một ai đó để dựa vào. Sau ly hôn, tôi mất niềm tin vào tình yêu và trở nên thận trọng tới mức lúc nào cũng phòng thủ. Với những người theo đuổi, tôi luôn quan sát, nếu thấy những dấu hiệu bất ổn sẽ lập tức dừng lại. Tôi không trốn tránh những mối duyên lành, nhưng sự tự ti và hy vọng mình sẽ không còn lận đận trong chuyện tình cảm. Ở độ tuổi này, tôi chỉ mong bình yên, trải qua nhiều sóng gió tôi càng thu mình lại. Nói đến hai chữ hôn nhân, thật sự tôi không dám nghĩ đến nữa, bởi bản thân đã quá sợ rồi. Ngọc Châu nhấn mạnh thêm, không riêng gì bản thân hay những người xung quanh tôi, mà trong xã hội này có quá nhiều sự chia ly, đổ vỡ khiến tôi sợ đến mức không dám nghĩ đến chuyện lâu dài. Mọi người hay hỏi vui tôi rằng có tính chuyện tương lai cưới xin gì chưa, thật sự là tôi không dám tính. Ngày xưa đã tính quá nhiều nhưng không được như mình mong đợi, thì nay cứ thuận theo tự nhiên thôi, điều gì đến ắt sẽ đến.